Mình quân thấy là khi bị khản tiếng thì có rất là nhiều những cái người chúng ta sử dụng những cái loại thuốc mà trào ngược dạ dày nè, thực quản để mà điều trị. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta dùng thuốc bừa bãi như vậy thì chắc chắn là sẽ không tốt đúng không ạ, thưa bác sĩ? Vâng. Thì thấy rằng là điều trị khan tiếng mà nhiều người sử dụng thuốc trào ngược dạ dày thì nếu mà bị trào ngược thì hãy dùng mà không trào ngược thì không cần phải dùng. Yeah. Có những cái khàn tiếng mà do trên chảy xuống chẳng hạn như là do viêm xoang chẳng hạn Thì cái dịch ở trên dạ dày, dịch từ trên xoang nó cứ chảy thẳng xuống yeah. Nó như là cái vòi nước nó tưới xuống ấy. Nhưng không phải nó tưới thường xuyên đâu Nó cứ trào từng đợt từng giọt từng giọt một Và nó làm cho phủ cái lớp niêm mạc của thanh quản và lớp màng nhầy Thế thì bạn phải điều trị cái thanh quản nhưng phải điều trị cái gốc nữa Phải giỏ mũi này, rồi dùng thuốc rửa xoang này cho tất cả những cái dịch ở nhầy ở trên xoang nó không chảy xuống nữa thì thanh quản sẽ trở lại trong trẻo nhưng mình rửa rửa gọi là chữa cả ngọn và cả gốc đấy thì mới khỏi được còn nếu mình chữa thanh quản không thì cũng không chuẩn được thế còn trường hợp thứ hai tức là cái dịch nó không phải từ trên xuống mà từ dưới lên đấy là trào ngược cái dịch dạ dày vào thanh quản tức là cái dịch dạ dày bình thường nó là để tiêu hóa thức ăn nó axit nhưng bây giờ nó bị dư thừa trong ở bị như viêm hang vị hay là viêm niêm mạc dạ dày chẳng hạn thì nó đa tiết lên và cái dịch tiết này nó không nằm ở dạ dày nữa mà mỗi khi nuốt thì nó lại qua cái van của dạ dày ấy, thực quản nó lại trào ngược lên trên thực quản và trên thanh quản thì vô hình chung là lớp thực quản và lớp thanh quản và vùng họng nữa bị nhiễm một lần axit mà cái axit này bình thường là độ rất cao để có thể tiêu hóa thức ăn mà Được, thế là vâng. nó gây bỏng cái niêm mạc ạ thực quản dạ dày nhiều người cứ quan niệm rằng là khàn tiếng là do trào ngược như vậy cũng là lạm dụng không tốt và nếu mà dùng nhiều quá thì cũng gây rối loạn cái dạ dày và thực quản không tốt vì vậy chúng ta chỉ dùng đúng bệnh đúng chỗ và đúng đơn của bác sĩ kê đơn dạ vâng